Ủa sao ta? Không được. Ông này ông thử hách gì mà cầm một tờ tiền 500 mà chặt chiếc đũa gãy. Sao mà gãy được? Không thể nào gãy được. Ta có cái mẹo nào đó nó mới gãy. Làm gì vậy? Ơi anh Phước mới nghe nè. Làm gì mà cầm tờ tiền mà chặt chặt gì vậy? Anh có tin là cầm một tờ tiền mà chặt thì đứt chiếc đũa không? Gãy chiếc đũa. Ghê vậy? Thiệt. Nhưng mà tại vì có cái anh kia kìa, anh thử thách em á, cầm 500 ngàn mà chặt gãy chiếc đũa. Ghê vậy? Thiệt. Chặt gãy hả? Không, em không, em nghĩ là nó mỏng như vậy làm sao mà gãy, không có cách nào gãy đâu. Là đọc lại cái câu đố rồi. Là làm sao cầm ta một tay cầm tờ tiền chặt gãy chiếc đũa phải không? Dạ đúng rồi. Anh chặt cũng gãy mà. Gì hả? Ừ hay vậy. Nhưng mà cái tờ tiền nó mỏng như vậy làm sao mà gãy ta? Cầm tờ tiền luôn. Một tay cầm tờ tiền chặt chiếc đũa, gãy chiếc đũa nhưng mà tờ tiền không gắt không gì hết trơn, bình thường hết. Dạ đúng rồi, thì ổng làm được thách như vậy đó. Trời, cái trò này nít 3 tuổi đâu chơi được nữa. Trời, chị hả? Sao em không biết cái gì vậy ta? Ơi, nó dễ ợt à. Biết thế chặt chặt cái là gãy à. Wow. À, một tay cầm tờ tiền này chặt, biết thế chặt chặt cái gãy là không cần xếp tờ tiền lại luôn. Ừ. Để tờ tiền nguyên như nào. Vậy luôn hả? Ừ. Đơn giản lắm luôn. Ủa ổng cái em nhiêu vậy? Ơi, ổng nói nếu mà em làm được là ổng cho em 5 triệu á. Ghê vậy? Đù. Ghê 5 chưa? Triệu ha. Ơi, nhưng mà sao ta? Hả? Nói chung là nó cũng phải có cái mẹo đúng không? Đúng rồi, tất cả cái gì trên đời nè, tất cả trò chơi nó đều có cái mẹo nó. Biết được rồi thì nó dễ, còn không biết thôi. Nhưng mà cái này bí mật. Bí mật hả? Ừ. Vậy thôi anh cho em coi cái đi, cũng mãn nguyện đó. Dạ. Anh làm cho em coi thử đi. Em thấy ổng nói gì lạ lạ. Bởi vì em ra em đang sưu tầm nè. Em coi thử là làm xong mà chặt được đó. Vậy em ngồi cho em nhớ giờ luôn á. Rất là đơn giản luôn. Tại không biết thôi, em không biết thì nghĩ nó khó. Còn biết rồi nó đơn giản lắm. Không thôi anh làm cho em coi thử đi. Hả? Thôi. Coi không? Nè, bây giờ đó làm cho em coi. Nè, muốn chặt mà đứt chiếc đũa là một tay phải vịn lại. À, vịn lại quá. Ờ, vịn lại đưa một chiếc đầu với một chiếc đũa ra nè. Nè, tay này phải chịu cho cứng lại. Ồ. Nè. Để anh cầm tiền chặt cho coi. Đó, nè, cầm tờ tiền thẳng phải không? Nhìn kỹ nha. Em đang nhìn nè. Đây, chặt ra, nhìn kỹ nha. Đây là dùng tờ tiền 500 ngàn chặt đứt đôi chiếc đũa. Rồi anh coi nè, anh làm đi. Nhìn nha. 1 2 Nhìn chưa? Là đi trời. Ủa Ê. Sao hay quá vậy? Nè tờ tiền không gấp thấy không? Ơi sao anh thức làm nhanh quá à? Em không thấy nhưng mà nó gãy á nè. Sao gấp nữa người ta cầm á, là người ta cầm ta chặt phải dứt khoát nó mới gãy. Ơi anh đợi em xíu đi, em chạy vô em lấy thêm chiếc đũa nữa anh chặt lại cho em coi. À, anh nãy anh chặt nhanh quá à, em hả? Không có thấy nha. Yeah. Trời ơi vô lấy đi, cái này là phải chặt phải dứt khoát phải nhanh mới được. Cái gì nó cũng có mẹo hết trơn á trời. Dùng tờ tiền chặt đôi chiếc đũa quá dễ luôn mà. Bị người ta thử thách hả? Sao? Mẹ. Hả? Mẹ, anh chặt lại cho em coi lại đi. Hồi nãy anh chặt nhanh quá à, em chưa có nhìn kỹ á. Chưa mãn miệng phải không? Bây giờ anh chặt lại đi. Nè, nhìn nè, bây giờ nè, để anh chặt thêm một chiếc nữa cho em coi. Một chiếc nữa thôi nha. Nè, tay nè. Muốn chặt đứt á, là tay phải vịn nè, vịn ra cho cứng nha. Vịn phải không? Ừ, vịn cứng vậy nè. Nè, tay chịu với bàn phải không? Từ từ nha. Nhìn kỹ nha. Rồi em đang nhìn. 1 2 chưa có chặt. Từ từ hồi hộp nè, nhìn kỹ lại nè. 1 2 3 Ý không sao, sao hay quá vậy trời ơi.
thấy đơn giản không? Nè em còn chiếc cái này. Cái gì chặt quả giấy? Nhưng mà anh chặt thử cái này thử nó gãy không? Hả? Gãy. Gãy luôn hả? Chiếc nào cũng gãy chân á. Ghê vậy. Đâu anh trình làm thử cái đũa cây đi, em coi lại thử thôi. Bây giờ nãy giờ thấy người ta chặt chưa? Thấy rồi nhưng mà coi không có kim. Hả? Em nhìn không có kỹ. Không anh kỹ chặt hả? Lại chiếc này đi. Đũa này nè. Sao chặt hoài vậy trời? Trời thì anh chặt lại cho em coi đi. Cho em học hỏi thôi. Em nhìn đợt này em phải nhìn thiệt kỹ mới được. Để em biết. Để em biết cái mẹo mà để em chặt. Thì ta nè, cầm nè. Để cầm tay tiền chặt cái đũa thôi, có ở đâu. Đó, làm lại cho em coi thử đi. Làm lại thử không? Đũa cây khó chặt lắm. Vậy hả? Ừ, đũa kia mới dễ chặt, đũa cây khó chặt lắm. Thì đũa này. Đũa chặt. Đũa bạn chặt cũng gãy luôn. Bên nào? Thôi làm cho em coi thử đi. Bên nào? Bên nào? Làm lại. Phải rồi, trời ơi, lấy chặt đũa phải rồi. Ý, tự nhiên hay quá trời. Trời ơi, hay vậy. Thôi nhà còn đũa nhiêu chiếc đũa vậy? Không sao đâu, nhiều lắm, anh cứ chặt đi. Chặt cho em coi đi. Chặt đũa cây rồi, sao đứt trời. Ghê trời, hay vậy. Nhìn nè, là muốn chặt á, để anh chỉ cho thế nè, chặt nè, lấy tay đè lên nè. Đè lên đó. Ừ, để ngoài trái dài nè. Nhìn kỹ ha. Em đang nhìn mà. Chặt, chặt một lần cuối cùng không có chặt nữa nha. Rồi ok. Một lần thôi nha. Một lần thôi. Lần này thôi. 1 2 3. Ủa sao hay vậy trời. Thôi, một lần cuối nha, đi về nha. Không có chặt nữa à. Ý, hay thiệt. Đỡ ổng thiệt chứ. Cái đũa cây mà còn chặt gãy nữa. Hay thiệt chứ. Cái đũa pika thì nó giòn thì nó dễ gãy không nói gì đi. Mà cái đũa này ổng chặt gãy luôn, nỡ ổng thiệt á. Nhưng mà cái tấm tiền mỏng như vậy á, sao mà ổng chặt được trời. Hay nha. Sao mà ổng đè xuống là ổng chặt một cái à. Mọi người ơi, mọi người có biết là cái mẹo sao mà chặt được không? Tại vì anh thích á, ổng chặt nhanh quá à. Mà không nhìn kỹ. Hay thiệt. Sao mà có cái mẹo chặt một khoát một lần đứt luôn á trời. Gãy luôn nè. Hay quá trời hay luôn. Nói gì chứ.